Zubat xin chào các bạn và chào mừng các bạn lại tiếp tục quay trở lại với kênh của mình nha. Trong chuyên mục giải đề thi đại học ngày hôm nay, mình lại tiếp tục giải những câu hỏi nằm trong đề thi thử của trường Trung học phổ thông chuyên Đại học Vinh, tỉnh Nghệ An năm 2024 lần thứ 2. Và câu hôm nay mà mình tiếp tục giải cho các bạn đó chính là câu liên quan tới phần cực trị trong không gian OTZ. Nó nằm ở câu số 48, mã đề 132. Một bài toán khá thú vị liên quan tới mặt phẳng tiếp xúc với mặt cầu. Nào, chúng ta hãy bắt đầu với bài toán ngay sau đây. Trong không gian ODZ cho 3 điểm N tọa độ 5, 1, 0, điểm A tọa độ 9, 15, 6, điểm B tọa độ là 3, 9, 6 và mặt phẳng alpha có phương trình là 2x cộng y 2z cộng 27 bằng 0. Mặt cầu S đi qua 2 điểm AB và tiếp xúc với mặt phẳng alpha tại C. Đoạn thẳng MC có độ dài lớn nhất bằng đáp án A là 6 căn 34, đáp án B là 6 căn 22, đáp án C là 6 căn 5 và đáp án D là 6 căn 17. Rồi đầu tiên thì để làm bài toán này, mình sẽ đi viết cái phương trình đường thẳng AB trước nha các bạn. Ở đây chúng ta sẽ có cái vector AB có tọa độ là -12, -6, 12. Hay các bạn lấy 6 ra ngoài, bên trong sẽ còn là -2, -1, 2. Như vậy mình sẽ lấy cái vector có tọa độ là -2, -1, 2 này làm vector chỉ phương của đường thẳng AB. Đồng thời mình sẽ lấy điểm A là điểm thuộc. Như vậy mình sẽ có được cái phương trình đường thẳng AB dưới dạng tham số như sau. X bằng 9 -2t, y bằng 15 -t và z bằng -6 cộng 2t. Ở đây dựa vào hình vẽ thì chúng ta sẽ có được cái mặt cầu S đi qua 2 điểm AB và tiếp xúc với mặt phẳng alpha tại C. Mình sẽ gọi điểm E là giao của AB giao với mặt phẳng alpha như hình vẽ. Và để tìm tọa độ điểm E này thì rất là đơn giản thôi. Do điểm E này nó nằm trên cái đường thẳng AB, vì vậy điểm E của mình nó sẽ có tọa độ là 9 -2t, 15 -t, -6 cộng 2t. Và điểm E này do nó cũng nằm trên mặt phẳng alpha, vì vậy mà mình sẽ thay tọa độ điểm E này vào cái phương trình mặt phẳng alpha. Như vậy ta sẽ có được cái phương trình như sau. 2 nhân 9 -2t cộng 15 -t trừ cho 2 nhân cho -6 cộng 2t cộng cho 27 bằng 0. 2t tương đương ta sẽ giải ra được là -9t bằng -72 hay tương đương là t bằng 8. Và từ đây ta sẽ suy ra được là cái điểm E có tọa độ là -7, 7 và 10. Và lúc này thì chúng ta sẽ sử dụng một cái kiến thức mà khá là phổ biến mà mình biết chắc chắn là các bạn sẽ còn nhớ. Nó nằm trong chương trình hình học phẳng của chương trình lớp 9. Đó chính là mối liên hệ giữa các tuyến và tiếp tuyến trong đường tròn. Thì trong mặt cầu nó cũng sẽ có cái công thức tương tự như vậy. Cụ thể đây dựa vào hình vẽ thì chúng ta sẽ có được cái tiếp tuyến EC và cái cắt tuyến đó là EBA. Thì như vậy chúng ta sẽ luôn có cái công thức như sau, đó là EC bình bằng EB nhân EA. Và dựa vào công thức này thì mình sẽ đi tính được cái độ dài đoạn EC. Mình sẽ bắt đầu đi tính cái độ dài EC bằng cách là chúng ta sẽ đi tính cái độ dài EB và EA nhé. Cụ thể đây chúng ta sẽ có được cái vector EA có tọa độ là 16, 8, 16. Vector EB có tọa độ là 4, 2, 4. Từ đây ta suy ra được độ dài EA và độ dài EB lần lượt là bằng là 24 và bằng là 6. Như vậy đấy ta suy ra được là EC bình thì chính là bằng là 6 nhân 24 và bằng là 144. Hay thế tương đương đó là EC sẽ bằng là 12. Và do E là điểm cố định nên chúng ta sẽ có được là điểm C. Nó sẽ nằm trên cái đường tròn tâm E, bán kính là R nhỏ bằng EC và bằng 12. Các bạn sẽ theo dõi trên cái hình vẽ sau. Như vậy chúng ta đã tìm được cái quỹ tích của điểm C rồi. Và nhiệm vụ cuối cùng nó khá là đơn giản, đó chính là điểm C khi mà chạy trên cái đường tròn tâm E này thì nó sẽ nằm ở vị trí nào để cái độ dài MC đạt giá trị là lớn nhất. Quan sát trên hình vẽ thì đầu tiên các bạn sẽ đi tìm cái hình chiếu của điểm M xuống mặt phẳng alpha. Để làm được điều này thì đầu tiên chúng ta sẽ gọi H là hình chiếu của điểm M xuống mặt phẳng alpha. Sau đó các bạn đi tìm tọa độ điểm H bằng cách là các bạn sẽ đi viết cái phương trình đường thẳng MH. Ở đây thì chúng ta đã có được là điểm M là có tọa độ là 5, 1, 10, nó thuộc MH. Và MH này do vuông góc với mặt phẳng alpha, vì vậy mà nó sẽ lấy cái vector pháp tuyến của mặt phẳng alpha làm vector chỉ phương của đường thẳng MH. Như vậy lúc này chúng ta sẽ có được cái đường thẳng MH sẽ có phương trình đó là x bằng 5 cộng 2t, y bằng 1 cộng t và z bằng 10 trừ 2t. Và để tìm tọa độ điểm H thì chúng ta sẽ gọi tọa độ điểm H theo phương trình đường thẳng MH. Cụ thể là điểm H sẽ có tọa độ đó là 5 cộng 2T, 1 cộng T, 10 trừ 2T.
Và tiếp tục các bạn thay tọa độ điểm H này vào phương trình mặt phẳng alpha thì ta sẽ có được cái phương trình như sau. 2 x 5 cộng 2t cộng 1 cộng t trừ cho 2 x 10 trừ 2t cộng 27 bằng 0. Từ đây ta sẽ rút gọn và ta sẽ có được là 9t bằng là trừ 18 hay tương đương là t bằng trừ 2. Với t bằng trừ 2 chúng ta thay vào cái tọa độ điểm H. Ta sẽ có được kết quả điểm H sẽ có tọa độ là 1 trừ 1, 14. Từ đây ta tính được cái độ dài EH để từ đó ta sẽ có được cái vị trí tương đối của điểm H so với cái đường tròn tâm E. Ta sẽ có được vector EH có tọa độ là 8 trừ 8 và 4. Từ đây ta suy ra được là độ dài EH sẽ bằng là căn của 8 bình cộng cho trừ 8 bình cộng cho 4 bình và bằng là 12. Và các bạn thấy được rằng là EH bằng 12 thì chính là bằng R, là bán kính của đường tròn tâm E luôn. Điều này có nghĩa là cái hình chiếu H của M xuống mặt phẳng alpha này nó cũng sẽ nằm trên cái đường tròn là tâm E này luôn. Tiếp đến thì chúng ta sẽ tính cái độ dài MH. Thì có hai cách để tính. Một là các bạn đi tính vector MH rồi đi tính độ dài lên. Hoặc là các bạn đi tính khoảng cách từ M tới mặt phẳng alpha cũng được. Ở đây mình sẽ đi tính theo cái vector MH nhé. Vector MH có tọa độ là trừ 4 trừ 2 4. Như vậy thì suy ra được MH sẽ bằng là căn của trừ 4 bình cộng cho trừ 2 bình cộng cho 4 bình bằng 16. Và như vậy dựa trên hình vẽ thì lúc này các bạn sẽ thấy được rằng là để MC đạt giá trị lớn nhất khi C nằm ở cái vị trí đối xứng với H qua E như hình vẽ. Và dựa trên hình vẽ thì lúc này chúng ta có thể tính được cái MC bình phương sẽ bằng là CH bình cộng cho MH bình. Trong đó thì CH thì chính là bằng là CE cộng cho EH là bằng 24, MH thì bằng là 6. Như vậy ta sẽ có được kết quả MC bình chính là bằng là 24 bình cộng cho 6 bình và bằng là 612. Như vậy thì tương đương đó là MC có độ dài lớn nhất bằng căn của 612 hay là bằng là 6 căn 17. Và như vậy là mình sẽ chọn đáp án D. Như vậy trong bài toán này, mình nghĩ là cái mức độ khó của bài toán nó chỉ nằm ở cái khúc đầu tiên, đó chính là tìm quỹ tích của điểm C khi mặt cầu S thay đổi. Và ở đây để tìm được cái quỹ tích của điểm C này thì các bạn cần phải đi tính được cái độ dài EC. Và để tính được độ dài EC thì chắc chắn các bạn phải thuộc cái công thức liên hệ giữa tiếp tuyến và cắt tuyến, một cái phần lý thuyết nhỏ nằm trong cái chương trình hình học phẳng của chương trình lớp 9. Và nó áp dụng được cho cái chương trình hình học không gian, cụ thể là đối với tiếp tuyến và cắt tuyến trong mặt cầu. Vậy nhé, trong quá trình mình giảng bài toán này thì nếu bạn chưa hiểu chỗ nào, đừng ngại để lại vài dòng bình luận bên dưới cho mình được biết. Mình kết thúc cái video này tại đây. Nếu các bạn thấy bài giảng này hay, đừng tiếc để lại cho mình một nút like ngay nha. Đồng thời nếu đầu tiên các bạn ghé thăm kênh của mình, đừng quên bấm một nút đăng ký và ấn vào chiếc chuông thông báo nhỏ bên cạnh để không bỏ lỡ những bài giảng mới nhất chỉ có tại UMAT TV. Mến chào và chúc các bạn ngày học tập thật vui và thành công. Hẹn gặp lại các bạn trong các câu hỏi tiếp theo cũng nằm trong đề thi này.